Đằng hoan hô anh Tạ Đình Đề mà. Trước là quân địch là sao về với ta. Trước đây thì khu vực này được gọi là nhà toàn quyền Đông Dương, được xây dựng từ năm 1901 đến năm 1906. Và khu vực này đây là một trong những tòa nhà được nhập khẩu hoàn toàn từ Pháp, từ tất cả những đồ dùng xây dựng xi măng sắt thép từ Pháp ấy. Đây là nơi ở của tòa toàn quyền Đông Dương thì đưa bác vào đây, ý là đây coi như là nơi ở của bác Hồ. Nhưng bác Hồ nói rằng đây là tòa nhà xây trên xương máu của nhân dân Việt Nam nên bác không ở, bác từ chối và bác chỉ dùng trong những cuộc họp cấp quốc gia và lãnh đạo. Thì từ đó trở về sau, các thế hệ lãnh đạo sau này, chủ tịch nước sau này cũng không ở đây, gọi là phủ chủ tịch thôi, nhưng mà đây chỉ là nơi đón tiếp đoàn bộ ngoại giao cấp nhà nước hay chúng ta nước ngoài và quốc gia. Nên từ đây thì nơi này chỉ được sử dụng làm cuộc họp là chính. Từ năm 1901 đến nay không có ai ở cả. Nơi bác Hồ sinh sống và làm việc chủ yếu đó là nhà sàn và căn nhà mà chúng ta xây dựng để cho bác Hồ sinh hoạt. Dạ, hiện tại thì xe này đang nhằm nhiệm vụ để trưng bày. Vì ba chiếc xe này phục vụ cho những công trình công cuộc di chuyển các cuộc họp của bác do Liên Xô trao tặng. Mình đang nhìn ra đi ạ, ví dụ chiếc xe đây là Pobeda đây ạ, là chính phủ Liên Xô tặng năm 1955. Còn bên này là do Việt Kiều ở Tân Đảo tặng năm 1964 là về sau này. Nên anh chị mình sẽ thấy rằng là ba chiếc xe này phục vụ trong xuyên suốt của bác. Nên là sau khi bác mất thì ba chiếc xe này đưa vào đây để chúng ta nhìn nhận, để thế hệ sau này được nhìn thấy. Các anh mình đang đến với căn nhà này được xây dựng năm 1954. Thực ra căn nhà này xây dựng để làm gì? Thì thưa các anh nhà mình, căn nhà này xây dựng để cho bác Hồ là chính. Hai vấn đề. Một chút nữa anh chị sẽ thấy rằng cái nhà sàn của bác Hồ nó rất ọt ẹp. Cả một vị chủ tịch nước mà ở như vậy, nhỡ bom nó đánh cái nổ cái thì sao? Nói chung là nói thẳng với nhau câu là một vài người chết thì có thể là không sao cả. Nhưng bác Hồ mà mất là cái gì đấy nó không thể đùa được. Vì sao ạ? Đang là một cương vị lãnh đạo mà, hoàn toàn chúng phải bảo vệ. Thì xây dựng căn nhà này bằng bê tông cốt thép để làm gì? Để nhằm nhiệm vụ bom có thả xuống, có rơi một tí thì căn nhà làm sao ạ? Nó vẫn vững chãi. Thì bác Hồ đây, đây là bàn ăn của bác Hồ và những dụng cụ còn lại. Nhưng thưa anh chị, bác Hồ không ăn ở đây và không làm việc tại đây. Bác Hồ nói rằng bây giờ như thế này, bác Hồ các đồng chí xây lên rồi thì bác Hồ phải dùng thôi. Nhưng mà đây là để cái này để cho những người khác, cho những cuộc họp quan trọng. Còn nơi bác ở, bác vẫn ở dưới kia. Còn căn nhà kiên cố này cũng vẫn chỉ để họp mà thôi. Đương nhiên vừa rồi Phong bảo là trên khu vực trên kia là họp thì cuộc họp của nhà nước cấp quốc gia. Còn đây kiểu ngày xưa khi chiến tranh họ họp nhỏ với nhau. Thế thì thường thường bác sẽ đi bộ từ khu vực nhà sàn kia lên đây, đi bộ vòng qua cái ao cá khoảng 200-300 mét. Đi bộ như vậy thì các đồng chí mới thương. Các đồng chí là thôi bác, nếu mà như vậy bác cứ ở đấy, các đồng chí mang cơm cho các bác ăn. Thế các đồng chí, bác mới hỏi rằng thế thì đồng chí thì mất mấy người mang cơm? Các đồng chí mới nói rằng một người bê cơm bê canh, còn một người phải che gì? Phải che ô chứ, nó mưa mà. Thì bác nói rằng vậy thì một mình bác lên đây có phải đỡ vất vả không? Sao bắt hai người vất vả? Các đồng chí thấy vậy cũng không biết nói làm sao cả. Nên bởi vậy chúng ta mới quyết định là bác đi bộ lên trên này. Dọc cái cung đường một chút anh chị thấy rằng toàn giải sỏi ở cung đường đó. Thì trước đây bác luôn luôn giải sỏi vùng quanh nhà có hai nhiệm vụ. Thứ nhất là nhiệm vụ cảnh giới, giống như các anh mình có bước lên sỏi nó tạo ra cái tiếng xè. Không cần người canh mà mình đã biết rồi. Và thứ hai khi bác Hồ đi bộ lên trên này ăn cơm, bác Hồ sẽ đi chân đất. Nó giống như gọi là bây giờ anh em mình đi massage đấy, massage đó, kiểu như vậy. Còn trên khu vực này có rất nhiều tài liệu ghi chuyện khác nhau về câu chuyện của một trong những người vệ sĩ cận vệ của bác Hồ rất nổi tiếng đó, anh Tạ Đình Đề. Bởi vậy nhà thơ Bút Tre có câu chuyện rằng hoan hô anh Tạ Đình Đề mà. Trước là quân địch là sao về với ta. Ông này là ông được tập huấn tại Trung Quốc làm sát thủ và được cử sang Việt Nam để ám sát bác Hồ. Nên khi đến đây thì ông nhảy lên cột kèo và chờ đợi để ám sát bác Hồ. Thì lúc này người hỗ trợ bác Hồ cũng gọi là người nấu cơm đấy, mới dọn cơm bác Hồ. Thì bác mới bảo là xin thêm một chén nữa cho một người nữa. Thì anh rất giật mình, anh bảo làm gì có ai nữa. Thì bác Hồ mới nói là anh Đề ơi xuống ăn cơm, tối rồi. Thì lúc này đương nhiên ông ở trên lấp trên nóc nhà, ông giật mình, ông sợ quá. Ông mới nhảy xuống dưới, bị phát hiện rồi mà. Nên về sau này thì hai người trò chuyện với nhau thì anh Đề anh qua cái cách theo dõi bác Hồ. Và nhìn thì thấy người này làm việc
hết tâm hết mình, tâm huyết với nhân dân. Nên anh Đề quyết định không ám sát nữa. Và thay vì vậy, anh Tạ Đình Đề lại làm cảnh giới hay là vệ sĩ của trực tiếp Bác Hồ luôn. Và về sau anh Tạ Đình Đề được coi như là một hình với bóng của Bác Hồ luôn. Nên về sau này anh này được coi như là một vệ sĩ cận thành, trung thành nhất và nhất của Bác Hồ luôn. Bởi vậy trong nhà thơ Bút Chê mới có câu rằng hoan hô anh Tạ Đình Đề, trước là quân địch mà sau về với ta. Là như vậy. Rồi bên tay trái quý vị nhà mình, đây chính là khu vực của ao cá Bác Hồ. Ao cá Bác Hồ này thì nói chung là anh chị đã tưởng tượng nghe là ao cá Bác Hồ là một, có thể Bác Hồ cho ăn cá ăn này kia, nó là một cái giải trí, nhưng hơn hết là nó là một cái thời gian lặng để con người ta suy nghĩ. Suy nghĩ. Nên thường câu cá nó không phải đơn thuần là chỉ là ngồi câu, mà nó một sự tĩnh tâm suy nghĩ. Nhờ. Và đến thời điểm hiện tại thì rất nhiều các nhà lãnh đạo thế giới đến thăm Việt Nam đều đến với nhà sàn ao cá Bác Hồ và vẫn mong muốn rằng cho cá ăn. Và đặc biệt anh chị mình sẽ thấy một số nhà lãnh đạo đã cho cá ăn rồi. Đó. Thế năm 61 có tát cái ao cá này, năm 1 Bác Hồ có tặng cái ao cá này. Tát lên bắt cá và tặng cho nhân dân ở khu vực của chợ cá làng Yên Sở bây giờ ở Hà Nội. Thế thì để nhớ cái tặng cá đó thì về sau này thì họ mới phát triển thành một cái chợ cá làng Yên Sở lớn nhất Hà Nội bây giờ. Đây chính là một trong những cảnh vô cùng hiếm tại lăng Bác, tại khuôn viên của Bác Hồ. Mà có một bài thơ rất hay nói về vị trí này, thưa anh chị. Chắc chắn mình đều nhìn thấy hai chữ đường xoài rồi. Và khi nhà thơ đến đây, nhà thơ mới nhớ cái cảnh này và nói rằng là anh dắt em vào cõi Bác xưa. Đường xoài hoa trắng, nắng đu đưa. Rất đẹp thưa anh chị. Đương nhiên hôm nay thì không có nắng. Mình cứ tưởng tượng cho có nắng đi. Trước đây thì thưa anh chị nhà mình, trước đây khi mà Bác Hồ sinh sống tại đây á, thì là cái cầu thang là cầu thang gỗ, để đúng với nhà sàn gỗ của Bác Hồ. Nhưng mà thưa anh chị nhà mình, khi mà các nhà lãnh đạo sang đây tham quan sau khi Bác mất, giống như hôm nay đoàn chúng ta hơn 100 người tham quan mà dẫm lên cái cầu thang gỗ thì anh chị biết nhà mình kết quả như thế nào rồi đấy. Bởi vậy cho nên chúng ta quyết định xây thêm một cái hành lang nữa, cầu thang sắt, để cho du khách tham quan bằng cầu thang sắt để đủ chịu lực lên tham quan nhà sàn Bác Hồ. Bên khu vực cầu thang gỗ anh chị sẽ thấy rằng là cái vị trí cái thang gỗ nó có khoảng hơn 1 mét mà thôi. Trước đây khi xây dựng cái nhà sàn Bác Hồ đấy thì các đồng chí quyết định là xây dựng nhỏ lại, nó khoảng 60 phân thôi, để Bác đi, thực ra Bác cũng cao tuổi rồi mà, Bác đi Bác vít được vào cái cầu thang này, Bác đi cho chắc nó không bị ngã. Nhưng Bác Hồ nói rằng nếu như vậy mà có một đồng chí lãnh đạo nước ngoài sang thăm Việt Nam thì Bác là người đi trước hay đồng chí là người đi trước? Bác hỏi như vậy. Nếu như anh chị nhà mình thì ai là người đi trước? Chính vì vậy nên các đồng chí mới quyết định mở rộng hành lang ra để vừa hai người song song đi với nhau. Không có ai được đi trước đâu. Vì sao ạ? Đến thăm nhà mình nhường người ta đi trước, người ta cửa trên à? Không có chuyện đó. Hai người song song đi cùng nhau. Nên bây giờ cái cầu thang gỗ bên tay trái quý vị là mình nhìn trước mặt kìa, chỉ gìn giữ để mình nhìn thấy thôi. Còn chúng ta sẽ di chuyển cầu thang sắt. Chính xác. Thoải mái. Đây chỉ là cây bụt mọc thôi anh chị. Dạ đúng rồi, cái cây này nhưng mà rễ nó mọc ngược lên. Đây anh chị nhìn quay ở dưới này này. Đây là cây được gọi là cây bụt mọc. Rễ của những cái cây này, nếu như bình thường rễ như mình đâm xuống dưới thì cây này nó mọc từ dưới, nó mọc lên trên. À, bụt mọc mà không thành thân. Nó chỉ là rễ thôi, còn lại là rễ thôi. Đúng không, đồng hàng. Bụt mọc nó khác lắm. Đây ạ, à, nhà mình sẽ nhìn bên tay phải, nhà mình đồng bào sẽ di chuyển qua cầu thang sắt. Còn cầu thang gỗ bây giờ chúng ta chỉ đứng để nhìn lại thôi, để nhớ lại ngày xưa mà thôi. Rất nhiều anh chị sẽ hỏi rằng tại sao cầu thang gỗ không làm rộng ra nữa để cho nhiều người đi. Thường thường thưa anh chị nhà mình, khi quan chức lãnh đạo sang chỉ sang một người thôi. Và Bác Hồ mới đi một người, và Bác Hồ cũng cao tuổi rồi. Để muốn là người có thể vừa đi vừa cầm lắm cái thanh lan can để tránh cái trường hợp ngã. Một chút nữa quý vị nhà mình sẽ được nhìn thấy nơi Bác Hồ mất. Nhìn đến nơi Bác Hồ chút hơi thở cuối cùng, và nơi đó được coi như là nơi trái tim Việt Nam ngừng đập. Nhưng mà chúng ta không được vào tham quan, vì khu vực tham quan đó thì dành cho những cấp cao chính trị. Rất nhiều khách hỏi em ở trong súng có đạn không? Từ cái này em cũng khó trả lời lắm. Dạ. Không, ý là bây giờ hỏi trong súng có đạn không thì thật sự Phong rất khó trả lời. Đây thưa anh chị, nhà mình nhìn bên cầu thang bên tay trái đây này. Đây chính là cầu thang nơi mà Bác Hồ di chuyển cùng các bậc lãnh đạo cũng như nhà đến thăm Việt Nam. Còn khu vực chúng ta đang di chuyển qua đây là về sau này xây dựng để cho đồng bào dễ tham quan. Nhà mình nhìn chéo sang bên tay trái nhà mình có tòa nhà màu xanh xanh, đó chính là căn nhà H67, nơi trái tim Việt Nam ngừng đập. Đó chính là nơi Bác Hồ mất.
À, khi xây dựng cái tòa nhà H67 này thì thực ra là Bác Hồ không muốn. Và đây được coi như là một trong những tòa nhà xây trộm. Thế nào gọi là xây trộm? Trong nhân cái chuyến công tác của Bác Hồ đến với Trung Quốc 3 tháng thì các đồng chí ở nhà là xây dựng căn nhà này. Nghĩa là Bác Hồ không có mặt ở nhà. Chỉ muốn là Bác có một cái căn nhà ở kiên cố để tránh cái trường bão đạn, vì Bác bây giờ cũng lớn tuổi rồi. Hơn 70 tuổi rồi. Thế thì khi xây dựng căn nhà này xong, Bác về Bác thấy đó, Bác không hỏi rằng ai xây dựng căn nhà này. Các đồng chí mình không biết nói thế nào cả. Nói rằng đây là ước nguyện của nhân dân cũng như đảng và chính quyền. Thì Bác nói rằng nếu mà đảng và chính quyền xây dựng thì để đảng và chính quyền sử dụng, chứ Bác không sử dụng. Bên tay trái của vị nhà mình đây chính là căn nơi làm việc của Bác, cũng như bên đây, bên trong là nơi nghỉ dưỡng căn nhà của Bác. Nên từ đây thì căn nhà H67 cũng được đa phần cũng chỉ họp những đảng bộ là chính. Thì trước khi Bác mất một tuần thì mới đưa ngài về để dưỡng bệnh ở căn nhà H67. Và để sau này thì đây chính là nơi chút hơi thở cuối cùng của Bác, nơi trái tim ngừng đập vào năm 1969 vào ngày 2 tháng 9. Ban đầu thì Việt Nam chúng ta công bố là Bác Hồ mất ngày 3 tháng 9 vì sợ ảnh hưởng ngày Quốc Khánh. Nhưng về sau này chúng ta phải ghi nhận rằng là Bác Hồ mất ngày 2 tháng 9 nó phù hợp với cả cái nơi mà Bác đọc ra tuyên ngôn độc lập để khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thì bên tay phải anh chị nhà mình chính là căn nhà H67 xây dựng khi Bác Hồ không có mặt. À, chưa không, 67 chưa mất, 69 mới mất mà. Nghĩa là muốn cho Bác một cái căn nhà để Bác an dưỡng. Nhưng Bác Hồ nói rằng nếu như mà đây là quyết định của Đảng và Nhà nước, của Chính phủ, của nhân dân thì để Đảng và nhân dân sử dụng. Nhưng khi Bác ốm quá còn một tuần cuối cùng thì Bác yếu rồi thì bắt buộc phải di chuyển Bác về đây để tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Và sau đó thì Bác chút hơi thở cuối cùng tại đó. Còn hôm nay thì chúng ta không vào đó tham quan được. Vì cái đấy thì đa phần những bộ chính trị, đảng ngoại giao thì tham quan thôi. Rồi trước mặt anh chị nhà mình đây chính là ao cá Bác Hồ. Anh chị mình có muốn cá lên thì vỗ tay thật mạnh vào. Mới trồng đây không? Dạ không, đã trồng lâu rồi. Thứ nhất trồng để phục vụ cảnh quan. Và hơn thế nữa rằng nó sẽ ra quả, nhiều năm sẽ ra quả. Thì cái quả này cũng một phần sẽ được gửi tặng cho các nhà lãnh đạo khi đến thăm Việt Nam. Rồi thưa anh chị, mình sẽ nhìn đến bên tay phải. Các anh nhà mình nhìn bên tay phải giúp em. Sẽ nhìn thấy một cái tượng, một người, cái tượng người nở nửa đầu người kìa anh kìa, thấy chưa ạ? Đây là tượng duy nhất trong khuôn viên của lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tượng duy nhất nhá. Đương nhiên là trừ Bác Hồ ra, trong lăng Chủ tịch đây là tượng duy nhất. Đây chính là luật sư Tống Văn Sơ, người đã cứu Bác Hồ ở Trung Quốc. Rất nhiều anh chị hỏi có công không thì nói thật với các anh nhà mình, nếu như không có ông Tống Văn Sơ cứu Bác Hồ chạy Trung Quốc thì chưa biết như thế nào mà lần. Bên tay trái quý vị nhà mình, đây chính là bên cạnh của lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lăng Chủ tịch này rất nhiều anh chị nhà mình sẽ bị nhầm đấy nhá. Vì lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải xây Bác mất đâu. Bác mất năm bao nhiêu ạ? Vừa đi vừa nói chuyện anh ơi. Bác mất năm bao nhiêu ạ? Lăng được hoàn thành năm bao nhiêu? Lăng được khởi công xây dựng vào năm 1973 và khánh thành vào năm 1975. Thế vậy là Bác mất năm 69 thì năm 69 Bác ở đâu? Ở đâu ạ? Dạ không. Chính vì cái câu nói đó rất quan trọng. Lúc đó người Nga nói là muốn gìn giữ thi hài của Bác thì không thể để tại Việt Nam được. Vì Việt Nam chúng ta làm sao ạ? Không đủ trình độ y vật lực để làm được việc này. Lúc này đồng chí Lê Duẩn mới nói rằng sao? Chúng tôi không thể đưa Bác đi được. Vì nếu đưa Bác đi thì nhân dân chúng tôi sẽ nói là chúng tôi là người phản bội. Nếu như nhất quyết phải đưa Bác đi mới được gìn giữ thì chúng tôi sẽ đành lòng, đau lòng, cắt ruột, nuốt nước mắt vào trong mà chôn Bác đi. Và tôi sẽ trả lời với dân chúng rằng Liên Xô có thể giúp nhưng các bạn từ chối. Nói như vậy có khó không ạ? Từ đấy Liên Xô mới đến đời nay hơn 2.000 lượt y bác sĩ đến để giúp đỡ bảo quản thi hài của Bác. Và 6 năm đó Bác được để tại khu vực K9 Đá Trông và căn nhà hầm H72 về sau này. K9 Đá Trông hiện nay thuộc địa phận của Sơn Tây Ba Vì, mới xác nhập là Hà Nội, trước đây thì là hay Tây cũ. Nhưng bây giờ thì năm 2008 đã xác nhập về Hà Nội rồi. Nên từ đây thì chúng ta mới có cái câu chuyện 6 năm gìn giữ thi hài đầu tiên. 6 năm đầu thì Bác mất được gìn giữ thi hài tại K9 Đá Trông và cứ trở đi trở về. Có rất nhiều câu chuyện nói về vấn đề này. Giống như là anh chị tưởng tượng là gìn giữ thi hài là gì? Mình cứ hiểu là ngày xưa, theo em hiểu nhá, là một cục đá đông mới gìn giữ thi hài được chứ, đúng không? Thế mà bây giờ rất nhiều anh chị bộ trực thăng đi trượt thăng cho dễ mà đi ô tô làm gì?
đi trực thăng nó sẽ rung. Anh chị mình tưởng tượng đá mà rung nó sẽ như thế nào, nó nhanh tan. Người cũng vậy. Ô tô đi mà đường ngày xưa bom Mỹ đạn nó sóc, nó nổ, nó rơi rất nhiều chứ. Phải chọn từng người, người lái xe. Nghĩa là chọn được bác tài. Để 2 phần 3 cốc nước bên cạnh ghế bác tài. Ông nào mà chở sau quãng đường 60 km đường bom đạn đó mà được sẵn không đến 1 phần 3 thì mới được lái xe chở thi hài của bác. Bởi vậy nên câu chuyện rằng là khi mà người lái xe đưa được thi hài của bác về đến Đá Trông và sau này quay ngược lại là ông gục chết tại vô lăng luôn. Tập trung đến mức như vậy. Anh chị tưởng tượng như là gục chết tại vô lăng. Nhưng đương nhiên câu chuyện họ kể lại thì mình nghĩ là như vậy. Còn họ cũng đương nhiên là kiểm tra rất là gắt gao những cái câu chuyện đó.